cái đây có một cái em này, cái em này là cái hàng mới của tháng 5 luôn nhé cả nhà nhá, mới tinh của tháng 5 luôn, hàng này nhá cả nhà nhá, đây mới tinh của tháng 5 luôn, may thế chứ, làm sao mà đợt này ấy là mình nhận được ngay vào đúng ngay ngày hôm nay luôn. Em này là phiên bản limited nha cả nhà nhá, limited của Ohui nhá cả nhà nhá. Cái này nó là cái cushion nhá cả nhà nhá, mọi người thấy cho Hà nhá, có phải là tháng 5 không, đúng không? Đó, nhận được hàng là nói chung lại là hàng, nếu mà không phải là hàng cái kiểu gì đấy thì mọi người biết rồi đấy, tháng nào Hà cũng có sách hết, cho nên là mọi người cứ yên tâm nhá. Hà bán hàng thì chỉ có mỗi một cái như vậy thôi, đây nhé cả nhà nhá, không có lý nào sách tháng 5 có phải là cái phiên bản này là phiên bản limited không. Cảm ơn chị. Bên đây 28 độ, biển xanh cát trắng như biển Nha Trang mình chị, trời đã ha, đã ha, đúng rồi. Bên này thì cũng hôm nay cũng hơi hơn 20 độ một chút xíu thôi, nhưng mà nói chung là vẫn còn lạnh lắm, ngoài nắng thì nó ok chứ trong mát thì nó vẫn còn lạnh lắm, chưa chưa có phê đấy, mọi người thấy không, đúng là cái phiên bản limited của tháng 5 nhé cả nhà nhá. Đó, phiên bản limited nha. Cái này là cái dòng Ohui. Cái này á thì nó sẽ không có tông, nó không có tông, nó chỉ có một tông một thôi nhé cả nhà nhá. Tức là nằm vào cái khoảng giữa của hai cái tông nha cả nhà nhá. Tức là cái mà tại phiên bản limited thì thường thì mọi người biết rồi, luôn luôn là nó có một tông một nha cả nhà nhá. Nó sẽ còn cái hàng mà nó ra thường xuyên thì nó sẽ có hai hai tông nhá cả nhà nhá, nhưng mà cái này nó là cái phiên bản limited này. Đó, mọi người thấy em này đẹp chưa? Em này là đẹp, đẹp cực kỳ luôn. Nhưng mà được một cái là một hộp phấn này được tới hai lõi nha cả nhà nhá. Hai lõi luôn, không phải một lõi nha cả nhà nhá. Bình thường ấy thì mọi người biết đâu, Hà sale ấy, những cái hộp phấn này nè, Hà bán ấy, thường cái công dụng của nó y chang như vậy luôn. Mà mọi người biết không, là cái mà được được nâng cơ da, làm chăn săn chắc da và làm che khuyết điểm cho da và kềm dầu cho da mình luôn, là cái dòng Ohui đen này nhá cả nhà nhá. Nâng cơ da, săn chắc da và vừa làm che khuyết điểm cho mình, vừa có chống nắng. Cái này là cushion nha, hộp phấn cushion. Trong này á là cái hộp này phiên bản limited này á, phiên bản này giới hạn này á, nó sẽ được tặng cho mình là hai cái lõi luôn nhé cả nhà nhá. Một cái phiên bản limited của em này. Đẹp ghê chưa? Mọi người ơi, cái này mà làm quà tặng thì cũng khá là ổn luôn và đẹp luôn nhé cả nhà nhá. Tháng 5 luôn. Hà coi Hà báo giá với mọi người, bình thường Hà bán á, khi mà Hà bán á, bình thường á là một cái hũ này và một cái này thôi, với cái phiên bản che khuyết điểm này, nâng cơ da này, bởi vì Ohui nó có nhiều cái dòng của nó nhá. Chị có dòng biển chay chưa? Chưa. Có thể là sang 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 tuần ấy thì bên lô hàng bên kia có thể là nó trả ra thì có thể là có được một ít nhé. Rồi, để Hà coi nhé. Hà coi cái này một chút xíu, Hà báo giá với mọi người. Bởi vì thường ấy thì Hà bán ấy, những cái set như thế này với cái phấn u như thế này á, là một set của nó, một hộp một lõi thôi nha, một lõi màu đen không ấy, là giá của em đấy là đã phải là 35 đồng có nhé cả nhà nhé, là một u vui á. Còn em này thì Hà coi nhé, báo giá với mọi người nhé. Ngay ở trên line này luôn, phiên bản limited này luôn nhé cả nhà nhá. Đây, một hộp phấn tặng luôn hai lõi cho mọi người với giá nhá cả nhà nhá. Ngay trên line này mọi người chốt cho Hà nha, phiên bản limited này. Mà Hà lấy được như vậy là khá là nhanh, nhanh như chớp luôn. Cái này á, thì Hà sẽ sale cho mọi người là với giá, để giá tốt cho mọi người, chỉ giá chỉ có 37 đồng thôi nhé cả nhà nhé. 37 đồng một set nha. Làm sáng da chị vui ơi. Cái này chị nên lấy nè. Cái này là làm sáng này, bởi vì sao? Nó không phải là tông số 2 nhé chị nha. Nó không phải là tông số 2. Nó là phiên bản limited mà giá của em này được hai lõi. Bình thường em bán Ohui một hộp một lõi nhé cả nhà nhá, là 30 đồng, sale xuống là 30 đồng. Mà
cả cái hộp như thế này, được hai lõ như thế này, chốt ngay trên like này cho em, giá chỉ còn có 37 đồng thôi nhé cả nhà nhá. Mọi người đừng bỏ qua nhé cả nhà nhá. Cushion này mọi người mua một cái, mọi người chưa xài tới cứ mua để dành cho em. Cái này vừa mới ra tháng 5 và mọi người cứ để vào đấy. Và khi nào nhá, có ấm cúng ngày nào cũng ủng hộ nàng đẹp hết. Đúng rồi, ủng hộ mình ấy, giá của mình vừa tốt mà các chị em ngồi ở đây đều quen hết biết hết rồi nhá cả nhà nhá. Mà giá chỉ có 37 đồng. Mọi người cứ để đây. Và khi nào mình có một cái dịp đấy tặng cho một cái người bạn nào đó sinh nhật hoặc là ai đó, hay là bất cứ cái gì đấy, khỏi chê luôn. À nói thật, không chê vào đâu được luôn em này luôn nhá cả nhà nhá. Đánh lên là chỉ có đẹp thôi đấy. Màu này á Thanh ơi, cái màu này nó nằm ở giữa cái màu số 1 và cái màu số 2. Bởi vì sao? Cái phiên bản limited này nó sẽ không có tông màu, nó không có tông số 1 và tông số 2. Nó sẽ nằm ở cái giữa dạng chung của nó nhá. Đấy, không sáng cũng không phải là tối. Đó, nó nằm ở giữa nhá. Nó nằm ở giữa cái bậc đó nhá. Nên cái hộp này nó rất là đẹp nhá cả nhà nhá. Thật sự là thấy nó rất là quá là đẹp luôn á. Mà được tặng thêm hai lõi cho mình nữa, xài cực kỳ là lâu luôn. Để Hà bỏ vào đây xong rồi để Hà cho mọi người coi cái hộp của nó nhá. Tại vì hàng Hà về đó Hà còn để ở bên dưới nhà, chưa có lên đây luôn á. Chưa có lên đây luôn. Cho nên là mọi người nhìn nhá cả nhà nhá. Cái hộp của phấn của em này khi mà mở ra em này lên nó đẹp như thế này này cả nhà. Em này đẹp như thế này nè. Đó. Đẹp như này nè. Đẹp lắm. Chị ghi nhá, chị Quỳnh Trang 1 nè, chị Vui 1 nè, và Thanh 1 nè. $37 ngay trên like này cho Hà nha cả nhà nhá. Đừng có bỏ lỡ, Hà xuống like là Hà đăng bài là Hà sẽ báo giá và Hà sẽ chốt đó đó. Hà sẽ chốt với cái giá của Hà đó. Như thế này là quá hời, quá rẻ luôn cả nhà. Tại vì cái này nó được tới hai lõi lận nha cả nhà nhá. Một hộp nó tặng được tới hai lõi lận luôn mà lại phiên bản limited nữa. Thanh này, một phấn. Ôi này. Vi Lam này. Thu Giang nè. À nói thật với cả nhà mình luôn, cứ để đó đi, mua một set để vào đó. Khi nào ấy, ở Ái Linh em một nhá. Khi nào ấy mà mình chưa xài tới mà mình có cái dịp gì đấy, bạn mình vừa mời sinh nhật, đừng có phải suy nghĩ một cái gì đó. Không phải suy nghĩ, không phải lo nghĩ gì đấy. Hà bao luôn, mọi người cứ tặng một hộp phấn này đi. Nói thật luôn á. Nếu mà bạn không khen á thì nói thật, mắng gì chị Hà cũng chịu luôn. Nói thật luôn. Chống nắng có, che phủ có, lifting nâng cơ da có. Muốn gì nữa giờ. Một cái hộp phấn mà phiên bản limited mà đủ tiêu chí mà giá thì quá là hời luôn. Nói thật luôn, quá hời luôn với cái giá này luôn. Cushion có hạn không? Có hạn không em? Cushion phải có hạn chứ chị. Phấn cushion là có hạn chứ. Phấn cushion là có hạn chứ. Chị Hạnh nè. Kiểu gì thì nói thật luôn với mọi người luôn á. Bình Lưu nè, một nè, Ngọc Quyên Lê một nè. Vừa che khuyết điểm,
vừa nâng cơ ra, vừa có chống nắng ở đấy. Tặng cho một người bạn sinh nhật. Nó thật luôn. Phụ nữ cần gì? Phụ nữ cần cái đấy là chắc luôn. Hà nói thật, chắc chắn là cần cái đó luôn. Không còn chạy đâu được nữa luôn. Cho nó thật luôn đấy. Mà chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, mà lại vừa đúng gãi đúng chỗ ngứa người ta nữa. Phụ nữ mình mà, chỉ có vậy thôi. Đó. Có một cái làn da đẹp một cái, tại vì nói chuyện với ai trực tiếp thì cũng phải cần một cái làn da đẹp. Không gì á thì mình cũng không, miệng nói không có duyên, nhưng mà có một cái làn da đẹp, một cái make up đẹp thì người ta cũng phải nhìn vô mình thôi, đúng không? Và mình đối diện với người ta mà, mặt tiền mà cả nhà. Đấy. Đúng rồi chị. Bình thường ấy thì chị biết người ta nói làm sao không? Khi mà người ta nói là có những cái dạng ấy, cái cô mà làm đại sứ cho cái hãng mỹ phẩm của Uhui LG hay là nói chung là của Hà này này, cô cũng nói có một cái live stream, có một cái clip đó Hà có coi nha, cô nói là sao không? Những cái hàng mỹ phẩm này này, khi mà nó còn những cái mà nó che kín, nó đã đậy kín như thế này mà mình chưa mở ra nha. Nếu như mà nó đã hết hạn nha cả nhà nha, hết hạn nhưng mà mọi người mở nó ra, nó chưa có bị coi như là oxy hóa cái gì hết, chưa mở ra nha, tức là nó chưa xài đó, thì mọi người cứ việc mở nó ra mọi người coi. Nếu mà thấy cái thành phần của nó còn bình thường, mọi người vẫn xài được. Trừ khi nào mà nó đổi màu, nó có một cái gì đấy khác lạ, thì lúc đấy nó mới là cái mà không nên xài nữa nhá cả nhà nhá. Còn những cái mà nó chưa có bị oxy hóa nhá, khi nào mà chị đã mở ra, chị đang xài rồi, xong rồi chị vứt vào trong đó để cả mấy năm trời, chị quên, chị không xài tới nó, xong bắt đầu chị quay trở lại, thì cái đấy nó oxy hóa, cái đấy là chị phải coi lại. Cái đấy là chắc chắn chị phải coi lại càng kỹ lưỡng hơn. Còn những cái nó hộp như thế này mà chị chưa bao giờ chị mở ra, nó còn những cái gelatin của nó như thế này, chưa bao giờ mở cái nắp này ra, thì mọi người bên trong hết hạn sử dụng vẫn cứ mở ra và vẫn cứ xài được. Trừ khi nào mà nó có một cái gì đấy nó khác lạ, thì lúc đấy mình mới tính nữa rồi. Đấy, nó như vậy đấy. Chính cái cô đấy, cô là người mà đại sứ cho thương hiệu này á, cô cũng nói như thế luôn. Và Hà cũng đã coi cái clip của cô đó. Không biết là mấy chị em mình ngồi ở đây sẽ có, Hà cũng hy vọng là một ngày nào đó mấy chị em cũng nhìn được cái clip của cái cô đó. Cô nói như vậy luôn nhá. Đấy. Chị Hạnh một em có ghi rồi này, chị Bình Lưu em có một này rồi này. Cảm ơn Huyền nhá. Ngọc Quyên Lê chị cũng ghi rồi nè. Rồi. Còn ai chị Hà chưa đọc tên thì mà cái cô Hanna Olalau, đúng rồi. Trời ơi, chị ơi cái tên nó khó đọc quá, em không thể nào nhớ được chị ơi. Em không nhớ được luôn đấy chị. Cái hộp quá đẹp luôn thật sự. Với cái giá 37 đồng mà mọi người đi tiệc sinh nhật và mọi người tặng cái hộp này mở ra. Trời ơi em này như thế này, mở ra như thế này. Trời ơi. Thiệt tôi phải nói là nó cưng xỉu. Phải nói là dùng cái từ là cưng xỉu. Cái phiên bản Ohui này là cái phiên bản giống như là cái hoa Saki, giống như là một cái dạng mà hoa hoa đào của Nhật gì đấy, nó là cái kiểu vậy đó, Saki đó. Đúng là phiên bản limited thật. Quá là đẹp luôn, thật sự luôn. Mà Hà thì mọi người biết là đấy, Hà bán hàng đấy, Hà luôn luôn những cái này của Hà này, Hà luôn luôn, trừ khi nào mà cái này nó không có cái hộp này thôi. Có cái hộp này á, là khi mà Hà chụp hình cho mọi người, Hà bỏ cái này ra cho mọi người để mọi người thấy. Nhưng mà khi mà lấy vào á, là Hà cũng lại để lại như thế này cho mọi người. Thật sự Hà lại để lại như thế này, trừ khi nào nó không có thôi. Có là bình thường á, Hà vẫn cứ để lại như thế này để cho mọi người. Nhìn nó nguyên thủy của nó 100% nó như thế này nhá cả nhà nhá. Không có làm gì mà cho nó phải con em học học về được ở bên đây nói. Ờ vậy hả? Đấy, cho nên là cảm ơn Huyền Quang nhá, tạc mấy chị em bạn mình vô coi dùm cho chị nhá. Đấy, cho nên là mọi người yên tâm với cái này nhá. Đấy, không biết là Hà còn thiếu mấy chị em mình những